Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trung. Mình là Quỳnh Giao. Mình là Nguyễn Thị Dung. Mình tên là Phạm Thị Thi. Mình là Nga. Mình là Nguyễn Ngọc. Mình là Mai Phương. Mình là Hoài Thu. Em tên là Toàn. Được một người bạn giới thiệu, anh ấy đã tặng cái món quà này cho mình trong dịp sinh nhật gần đây. Bản thân em đây là chủ động để tìm hiểu đến cái sản phẩm Beholady của công ty mình. Chị giới thiệu cho cái sản phẩm chị thâm và chị hôi của Beholady. Chị trong gia đình giới thiệu nên em biết tới sản phẩm Beholady. Trong một cái buổi giao lưu, mình có một người bạn giới thiệu cho mình. Em được một người bạn giới thiệu ấy. Cũng có những người bạn đã sử dụng qua cái sản phẩm đó thì cũng giới thiệu cho em. Và người chị đã giới thiệu cho em về cái sản phẩm Beholady mà chị đang kinh doanh ở trên Facebook. Sau khi sinh bé, và bé năm nay đã được 7 tuổi rồi, thời cũng dụng qua rất nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái sản phẩm nào giúp mình thực sự cải thiện được cái tình trạng thâm của mình. Ví dụ như là dạng bột cũng có, và dạng lăn nách cũng có, và mình sử dụng cái sản phẩm đó đều không có hiệu quả. Trước đây em bị 9 năm như thế, em dùng rất nhiều các giải pháp. Nói chung là về dân gian như phèn chua thì em dùng rồi. Các loại lăn nách thì em dùng các loại dung dịch đấy. Dùng nó chỉ lấy cái mùi hương, nó át đi mùi hôi thôi. Cái dạng như kiểu dạng bột em cũng sử dụng rồi, nhưng mà nó chỉ có được cái một thời gian đầu thôi. Sau cái tình trạng, nói chung là em vẫn không được hài lòng cho lắm. Trước đây thì mình cũng dùng rất là nhiều cái sản phẩm để dưỡng chị thâm rồi. Và mình cũng đi triệt vùng lông ở cánh tay ấy, để cho da nó sáng hơn ở các spa. Nhưng mà nó chỉ sáng cái lúc đó thôi. Về xong thì cái hiện tượng thâm thì nó vẫn bị quay lại. Trước đây em có sử dụng các sản phẩm về bên lăn, bên xịt và bên bột, nhưng mà đều không cải thiện tình trạng hôi nách của mình. Có lẽ là mấy chục năm rồi. Mình sử dụng rất nhiều loại sản phẩm và nó cũng chỉ có giải pháp ngay lúc bây giờ thôi. Đã rất là dùng nhiều sản phẩm, kể cả lăn nách, về bột, với là nói chung là bán trên thị trường các sản phẩm nào là mình cũng mua về dùng để trải nghiệm, nhưng mà cũng không phải đợi. Em cũng bị khoảng tầm 4 đến 5 năm thì em cũng có lên mạng search ấy, nhưng mà nói chung là cũng mua về sử dụng, nhưng mà thấy nó cũng không khá hơn, không đỡ. Em bị từ lúc cấp 3 đến tính đến thời điểm này là 10 năm rồi đó. Rồi các dạng xịt với lại cả dạng bột nữa, nhưng mà cái hiệu quả mà nó mang lại cho em nó rất là thấp. Sau 3 ngày đầu tiên sử dụng, 3 ngày mình đã có sự cải thiện rất là rõ rệt. Tầm 3 ngày thì em đã thấy là nó cải thiện rõ ràng về cái mùi. Đến ngày thứ 3 thì là cái vùng da cánh tay của mình nó đã sáng lên rất là nhiều rồi. Em sử dụng Beholady đến ngày thứ 3 là đã thấy cải thiện về mùi cơ thể của mình rồi. Ngay ngày đầu tiên mình sử dụng thì mình cũng thấy là cái nách của mình khô hơn. 4 ngày em đã thấy cái tình trạng đá mồ hôi nó giảm rất là nhiều. Chắc cũng nhanh lắm, khoảng 5 đến 7 hôm thôi. Cho đến ngày thứ 5 thì em thấy là cái sản phẩm Beholady nó mang lại cái hiệu quả rất là cao. Sau 15 ngày thì gần như là thực sự rất là hài lòng với cái làn da hiện tại của mình rồi. Gần 2 tháng, hiện tại bây giờ là mình ấy cảm thấy là cải thiện rõ rệt tầm khoảng độ 8-90%. Hiện tại em dùng cái này là 12 ngày á. Nách của em thì khô thoáng và mùi thơm. Sang tuần thứ 3 và da ở cánh tay đã sáng lên cũng khá là tự tin rồi đấy ạ. Được 20 ngày rồi ạ. Cơ thể của em đã cải thiện được đến 80-90% rồi. Đúng 14 ngày. Đã bớt rất là nhiều. Có lẽ cũng phải được đến 80-90%. Sử dụng được trong 12 ngày rồi và thấy giảm được tỷ lệ đến 7-80% rồi. Khoảng 1 tháng thì bây giờ em thấy cũng đỡ hơn khoảng 7-80%. Được 20 ngày rồi. Đến bây giờ giúp cho nách của em luôn luôn được khô thoáng và giúp em tự tin rất là nhiều. Cái sản phẩm này không hề mắc một tí nào và sử dụng nó rất là dôi. Thì thực sự là nó không hề đắt một chút nào. Nó rất chỉ là rẻ, không thấy có đắt. Mình thấy rất là ok về cái giá đấy. Đối với em, giá sản phẩm 269.000 so với kết quả của sản phẩm mang lại thì em thấy hài lòng. Nó quá là rẻ so với cái hiệu quả của sản phẩm. Theo em rất là rẻ, dùng rất là thích hợp. Đáng đồng tiền bát gạo và nó đúng là đắt sắt ra miếng. Bé trai 7 tuổi, con bị hôi chân. Rất nhiều người trong gia đình nhà mình cộng với cả một cô bạn thân của mình đã đang sử dụng và đang có hiệu quả. Giới thiệu cho bạn thân của em,
quay lại gọi điện là phản hồi là à sao bây giờ thì mới kiểu dạng giới thiệu muộn đó. Mang đi giới thiệu ngay cho chị em ở trong phòng rồi. À và mình cũng đã mua thêm một sản phẩm nữa để tặng cho ông xã dùng. Em có giới thiệu trực tiếp cho khách hàng mua sắm thời trang bên em và khách hàng cũng phản hồi rất là tốt về sản phẩm Bio Lady ạ. Giới thiệu cho một đứa cháu và chồng mình đã sử dụng ngay lập tức về cái hôi chân. Giới thiệu cho bạn bè, những người cũng giống hoàn cảnh của mình ấy, cũng sử dụng sản phẩm đó. Cho những người xung quanh, hàng xóm. Và đặc biệt là em có giới thiệu cho những cái bạn mà đang bước vào tuổi dậy thì á. Sản phẩm này quá là tuyệt vời, các bạn nên sử dụng sản phẩm. Hãy có vấn đề thì mình cứ chủ động liên hệ với công ty để mua sản phẩm này ạ. Hãy sử dụng cái sản phẩm có hiệu quả rất là tốt rồi ạ. Và mùa hè sắp đến rồi, mọi người nên tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm này để đón một mùa hè thoải mái hơn. Liên hệ với công ty để có được một cái cơ hội tốt nhất cho mình. Ra mồ hôi ở tay ở chân thì nên liên hệ với công ty để dùng sản phẩm này. Là những ai mà đã từng bị như em ấy, bị lâu năm như thế thì nên sử dụng sản phẩm của bên mình ấy, nó rất là tốt. Khi mà chúng ta bị hôi nách thì chúng ta hãy sử dụng sản phẩm Bio Lady để chúng ta có thể tự tin hơn.